dấu ấn Liên Xô trong lực lượng tàu mặt nước Hải quân Việt Nam. Dù rằng Liên Xô đến nay chỉ còn là những hoài niệm trong quá khứ, tuy nhiên đâu đó trong đội hình tác chiến tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam vẫn còn mang dấu ấn đặc trưng của người Xô Viết. Kể từ khi được thành lập vào năm 1918 cho đến khi đổi tên thành Hải quân Xô Viết từ năm 1937 cho đến tận khi nhà nước liên bang sụp đổ vào năm 1991, thì các tàu chiến mặt nước của Liên Xô được đưa vào biên chế sẽ được dập nổi một ngôi sao màu đỏ ở phía trước mũi tàu. Đây là biểu tượng vô cùng đặc trưng, hạm đội tàu của Hải quân Liên Xô. Khinh hạm Zorojevoy thuộc lớp Krivak của Hải quân Liên Xô có thể thấy ngôi sao đỏ đặc trưng trước mũi tàu. Và kể cả cho đến tận ngày nay, truyền thống dập nổi ngôi sao đỏ ở phía trước mũi tàu chiến vẫn còn được Hải quân Nga duy trì, thực hiện trên các tàu mặt nước gia nhập Hải quân mới đóng sau thời Liên Xô. Tàu hộ tống Sobrajitelny thuộc lớp Steregusi của Hải quân Nga được đóng mới trong thế kỷ 21 vẫn giữ ngôi sao truyền thống. Dù vậy, ít ai biết rằng, trong biên chế của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện nay cũng đang sở hữu những con tàu chiến mặt nước có dấu hiệu đặc trưng này của Liên Xô. Đó là các tàu thuộc đề án 266 Yukha và đề án 159A Petra 2. Trực thăng săn ngầm K-28 thực hành hạ cánh trên tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam. Trong giai đoạn 1970-1990, nhằm giúp đỡ xây dựng Hải quân Việt Nam non trẻ, trang bị chủ yếu là các tàu pháo, tàu phóng lôi cỡ nhỏ và một số tàu chiến lợi phẩm thu được từ Mỹ, Liên Xô đã viện trợ cho ta nhiều tàu mặt nước nhằm nâng cao năng lực tác chiến trên biển của quân đội ta. Nạp đạn tên lửa P-15 cho tàu OSA của vùng 1 Hải quân. Trong đó phải kể đến những các tàu tên lửa lớp OSA đề án 205, tàu phóng lôi lớp Sersten đề án 206, tàu phóng lôi lớp Tuya đề án 206M, tàu quét mìn Sonya đề án 1265, tàu quét mìn lớp Jegenia đề án 1258. Tàu quét mìn Yuka và tàu quét mìn Sonya đều là những tàu mặt nước do Liên Xô viện trợ cho ta trong giai đoạn 1970-1990. Đặc biệt, Liên Xô còn viện trợ cho ta các tàu chiến vẫn còn đang có mặt trong biên chế Hải quân Xô Viết lúc bấy giờ, điển hình là hai loại tàu hộ vệ săn ngầm Petya 2 đề án 159A và tàu quét mìn Yuka đề án 266. Tàu hộ vệ săn ngầm 15 thuộc lớp Petya 2 đề án 159A từng thuộc Hải quân Xô Viết đang hoạt động trong Hải quân Việt Nam. Liên Xô viện trợ cho Hải quân ta 5 tàu hộ vệ săn ngầm Petya đề án 159 được phía ta đánh số là 0911, 1315, 17. Tàu 131517 thuộc lớp Petya 2 đề án 159A. Đây là những tàu đã từng nằm trong biên chế Hải quân Xô Viết, còn tàu 09 và 11 thuộc lớp Petya 3 đề án 195E là các tàu được chế tạo sau này để xuất khẩu sang Việt Nam. Tàu 13 lớp Petya 2 đề án 159A của Hải quân Việt Nam. Hai tàu quét mìn Yuka đề án 266 được phía ta đánh số là 851 và 852 cũng đều là tàu từng nằm trong biên chế của Hải quân Xô Viết. Tuy nhiên, khi chuyển giao cho Việt Nam, các tàu này đã bị tháo bớt một số trang bị chuyên dụng. Tàu quét mìn 852 phối hợp diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển cùng máy bay trực thăng. Vì các tàu này đã từng hoạt động trong Hải quân Liên Xô, nên ở mỗi tàu cũng được dập ngôi sao đỏ đặc trưng của lực lượng này. Đây là những con tàu đặc biệt hiếm hoi trong biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam, mang dấu ấn của Liên Xô và vẫn còn hoạt động cho đến tận bây giờ. Ngôi sao đỏ đặc trưng của vùng Hải quân Liên Xô trước mũi tàu hộ vệ săn ngầm 13 của Hải quân Việt Nam. Những huy hiệu này đã đi theo con tàu trong suốt 5 tháng hoạt động tại những vùng biển xa xôi cho đến tận khi về trang bị cho Hải quân Việt Nam với nhiệm vụ tuần tra tác chiến trên Biển Đông. Tuyến biển nhộn nhịp hàng đầu trên thế giới, nó như là một hoài niệm khó quên, một thời tung hoành ngang dọc của Liên Xô, cũng như là bằng chứng về tình hữu nghị Việt Xô, một sự đóng góp to lớn trong công cuộc gây dựng bước đầu cho lực lượng ta có được ngày hôm nay. Ngôi sao đỏ của Liên Xô trước mũi tàu hộ vệ săn ngầm Petya Việt Nam. Tuy nhiên, sau này khi Hải quân ta bước vào thời điểm đổi mới, việc thống nhất lại màu sơn của các tàu chiến mặt nước sang màu xám trắng, đồng thời loại bỏ chữ HQ cũ trước số hiệu tàu để theo chuẩn quốc tế, thì Việt Nam cũng cho sơn đè lên luôn cả ngôi sao đỏ Liên Xô của tàu Petya và Yuka để tạo sự đồng bộ, tăng tính ngụy trang. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, chúng ta vẫn có thể nhận ra ngôi sao được dập nổi ở phía trước mũi tàu. Tàu hộ vệ săn ngầm 17 với màu sơn mới, sơn đè lên cả ngôi sao đỏ Liên Xô. Dù cho hiện nay, Hải quân Việt Nam đã có những bước trở mình mạnh mẽ với hạm đội tàu mặt nước trang bị tên lửa chống hạm hùng hậu, đủ sức bảo vệ chủ quyền tổ quốc trên biển trong thời đại mới. Nhưng đâu đó trên những con tàu chiến già cỗi vẫn còn mang trên mình ngôi sao Liên Xô là minh chứng cho một sự giúp đỡ tận tình, tạo những khởi đầu để lực lượng ta có được như ngày hôm nay, là tình hữu nghị Việt Xô vững bền, son sắc. Đội hình tàu mặt nước Việt Nam diễn tập trên biển.
Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.